Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì tiếp tục một cái clip đập hộp và quay quân trang. Và tuần này thì đã ra cái bản sự kiện, tuy nhiên thì vẫn chỉ là một cái bản sự kiện nhỏ thôi. Còn theo mình nghĩ thì cái bản big update chắc là tuần sau, theo như mình đoán. Thì các bạn cứ yên tâm, tại vì anh V, anh ấy cũng không muốn phải để cho anh em mình đợi lâu đâu. Cho nên là mọi người cứ từ từ mà chờ đợi thôi. Rồi ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái sự kiện lần này nha. Đây, mục quà nạp tích lũy này. Thì mình cũng đã xem qua rồi, cũng khá là ngon. Như là 200 kim cương này thì sẽ được tặng một tặng ngẫu nhiên một trong các vật phẩm như là đá flash knight x5 hoặc là 200 kim cương. Nạp tích lũy 400 kim cương sẽ được cái phao vịt vĩnh viễn. 700 kim cương thì sẽ được đá flash x7 hoặc là 700 kim cương ngẫu nhiên đấy. Nạp tích lũy 1500 kim cương thì sẽ được hoàn lại 1000 kim cương luôn. Cái này là chắc chắn này, chứ không phải là ngẫu nhiên nữa đâu. Và nạp tích lũy 3000 kim cương thì sẽ được tặng khẩu striker HPL vĩnh viễn luôn. Rồi sang cái mục nâng cấp đá flash này. Đấy, nâng flash lên sáng M thì được mảnh flash X4 này, hoặc là M36 thì được X6, hoặc là M37 thì được X10. Rồi, và quá là tuyệt vời khi cái sự kiện lần này chỉ cần nạp bất kỳ thôi, chỉ cần nạp một cái thẻ 10.000 Viettel thì sẽ được tặng cái khẩu Ska vĩnh viễn. Mà khẩu này mình nhớ là bán trong shop với giá là bao nhiêu nhỉ? Hình như là 528 kim cương bằng giá với khẩu PP2000 mà cái sự kiện lần trước cũng y chang luôn ạ. Rồi tiếp theo là sự kiện đấu danh. Rồi cái này thì chắc các bạn cũng tự tìm hiểu nha. Rồi ok, thì lần này thì mình sẽ tiến hành nạp 3100 kim cương vào để tiến hành quay 6 lần. Và mình sẽ nạp. Rồi các bạn đợi mình chút. Đây. Rồi nạp 2000 trước này. Đó, nào để xem được những cái gì nào. Rồi, ui, X12 đá flash luôn các bạn ơi. Đồng ý, có nghĩa là mình không thể được kim cương trong có hai cái lần mà được ngẫu nhiên đấy. Rồi được cái phao vịt này khá là đẹp luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ nạp 1000 kim cương nữa. Đây 1000 kim cương. Rồi. Và sẽ được cái khẩu HPL Striker trang bị luôn. Rồi mình sẽ nạp thêm. Đây rồi. Mạng hơi lag. 100 kim cương nữa. Ok. Rồi. Và mình hiện tại đã có hơn 4100 kim cương thì sẽ đã quay được 8 lần, và để xem 8 lần này mình sẽ quay ra được những cái khẩu súng gì nhá. Nào, trước tiên quay mình xem qua trang bị nào. Quá chà chà. Cần lắm cái khẩu này này. Rồi khẩu đua này. Để cho lên sáng mờ luôn. Rồi khẩu đắc này nữa này. À đắc này thì đủ mảnh rồi nhưng mà thiếu được cường hóa rồi, khẩu đét chứ. Đây khẩu đét đây. Khẩu đét này mắc xét rồi nhưng mà thiếu điểm cường hóa, thiếu mảnh thôi. Rồi thì nhìn chung thì mình cần những cái mảnh khẩu đấy. Ok. Và mình sẽ quay phát đầu tiên nha. Nào, xem có mở miễn phí không. Đây, mở miễn phí một lần này. Rồi. Phát đầu tiên, khẩu gì nào. Ra đây bạn ơi. Ui dồi ôi, một cây vuốt ạ. What the fuck vuốt. Mình cần súng thôi. Rồi, một khẩu sô tôm, quá tuyệt vời. Đấy, 4 vuốt nữa. Rồi, mình sẽ mở tiếp tục. Từ từ nha, mình nhận cái nhận quả đã. Rồi mình sẽ mở một lần X1 quân trang bé trước này. Đấy. Mình thấy cái cách này cũng khá là may mắn. Ok, và phát thứ hai, khẩu gì nào. Ra nào. Ui dồi ôi, 3Z Evil ạ. Rồi thêm 4 mảnh Punit và thêm được 4 mảnh Strix nữa. Rồi 3 mảnh Punit nữa. Và mình xem các bạn này có bao nhiêu mảnh Punit rồi. Đây, Punit đã nâng lên sáng 1 rồi. Và cần tới 20 mảnh nữa thì sẽ nâng lên sáng 2. Rồi ok. Mình sẽ mở một lần con trang bé trước. Rồi mở luôn. Không cần phải chần chừ. Có gì nào. Ra đây em ạ. Á đù. Rồi lần này thì hơi đen. Quá đen luôn ý. Rồi bình tĩnh nha. Rồi cần lắm khẩu này lên sáng này, mình cường hóa đi. Rồi không đủ điểm rồi. Cần nhiều điểm quá. Ok. Rồi phát thứ. Rồi phát thứ tư luôn nha. Phát thứ tư phải không nhỉ. Đúng rồi, mình sẽ mở phát thứ tư luôn. Khẩu gì nào. Ra đây em ạ. Tô định mệnh KSG. Ôi, lần này đen quá. Từ từ mình xem qua lại cái mục cường hóa đi. À thì sự kiện lần này mình thấy có thêm một cái khẩu súng mới này. Cũng quên cho các bạn xem. Đây.
khẩu Super Stibio. Khẩu này trước mình đã test bên tập kích phiên bản Trung Quốc rồi. Đây thì mình thấy nó bắn cũng khá là giống khẩu AK Plasma ở bên Việt Nam mình. Còn mình cũng không biết là khi về Việt Nam thì có bị fix lại cái gì không. Rồi thì khẩu này thì hiện tại thì vẫn chưa xuất hiện trong cái sự kiện lần này. Cái này mình nghĩ chắc là anh V anh ấy thả thính cho sự kiện tuần sau đây. Chắc chắn là tuần sau mình nghĩ, theo mình nghĩ cá nhân mình thì chắc chắn là tuần sau sẽ ra cái bản bí update. Còn cái đấy thì bên anh V thì cũng không biết đâu. Rồi tiếp theo này, bây giờ mình quay X10 nhá. X10 phần trang bé trước. Đèn quá. Rồi một khẩu SOC. Khẩu FAL. Rồi phát thứ bao nhiêu đấy, khẩu gì đây, giá nào. Rồi quá tuyệt vời. À mà khẩu đắc này mình tưởng khẩu đét. Đáng cần khẩu đét hơn, nhưng mà không sao, cũng được rồi. Cũng về đấy. Ui, 4 khẩu Fire Dragon nữa. Để mình xem lại nhá. Đâu khẩu Fire đâu rồi. Đây 49 mảnh nha. Khẩu này 20 mảnh. Rồi còn 3 phát quay nữa. Rồi làm gì với 3 phát quay đây. Mình sẽ từ từ mình sẽ vào đó bot một chút đi. À mình vào sân huấn luyện này. Bắn đúng một viên nha, một viên duy nhất này. Trúng cái bảng là ra quay luôn này. Rồi phát ra quay luôn. Rồi phát thứ 5 ấy. Mình nhớ là phát thứ 5. À phát thứ 4 chứ. Phát thứ 4 này, khẩu gì đây. Rồi khẩu gì nào, ra nào. Ui thổm sơn Muller. Đèn đê. Ôi lần này quay hơi đen. Ồ, vẫn đang thiếu 18 kim cương nữa. Và bây giờ thì mình sẽ ra mình nạp thêm 20 kim cương nữa để đủ quay 2 lần. Đây. Nạp 20 kim cương thôi. Đây, 20 kim cương này. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ quay... mình sẽ mở một lần. Một lần. Quân trang bé. Rồi, con Capson à. Rồi, mình nghi lắm. Lần này khéo lại ra nhân vật này. À mà bạn này full nhân vật rồi mà. Ô đủ Evil 3Z ạ. Đen vãi trưởng. Rồi lại thơm sơn rồi. Ôi hai khẩu 7 này. Ôi phát này đen thế. Rồi còn một phát quay cuối cùng bạn này. Bây giờ mình làm gì với một phát quay đây. Nãy giờ quay cũng hơi đen. Ra được có mấy khẩu à. Lúc nãy ra vuốt nhiều quá. Mình thấy ra vuốt hơi nhiều. Vuốt bây giờ bao nhiêu mảnh rồi. Vuốt đâu nhỉ? Đây vuốt đây. 71 mảnh rồi. Rồi khẩu Strix thì bao nhiêu? 20 mảnh. Rồi còn một phát quay cuối cùng. Mình sẽ làm gì nhỉ? Từ từ nha các bạn, đợi mình chút. Rồi mình sẽ vào mình khám ngọc. Mình thấy khám ngọc này, cái cách khám ngọc này cũng khá là may mắn này. Rồi còn một phát quay cuối cùng. Mở X1 trước này. Và sau đó thì sẽ mở X10 quân trang chung luôn. Ra luôn nào. Phát quay cuối cùng này, ra đi em ạ. Tôi định mà anh Titan AK47 ạ. Đen bãi trưởng. Ôi lại vuốt. Ngày hôm nay ngày vuốt hay sao ấy. Toàn ra vuốt thôi. Ôi lại thôm sơn. Ngày có thôm sơn mới vuốt rồi. Thêm 4 đá là Dragon. Ôi lần này quay khá đen các bạn này. Lên được 114 mảnh. Không đủ lên được sáng 3. Rồi. Thì ok thì mình cũng đã hoàn thành xong cái clip đập hộp và quay quân trang. Thì sự kiện lần này thật sự cũng hơi đen một chút. Nhưng mà không sao. Tại vì cũng được thêm khuyến mại 1.000 kim cương free từ anh V. Với lại được thêm 12 mảnh đá flat. Đá flat đâu nhỉ, mình xem đây. Ôi vẫn được có 12 mảnh thôi. Thì chắc là thanh niên này bán hết mảnh để kiếm điểm cường hóa đấy. Rồi ok thì clip này mình cũng xin dừng tại đây thôi. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Và nếu như thấy mình hơi đen cái clip này thì hãy để lại một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào.